Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa cặp hình thật đẹp từ đá nha. Mời mọi người cùng theo dõi.
mặc đồ mới học đó. Mẹ, mẹ đi chơi nè. Ngoài mẹ mẹ không cơ? Như này đi chơi được. Nói lên người ta đòi buồn lắm đó nè. Dạ ơi. Nó lạ. Nó tập được cả gì nhất lần đó. Món trong có điểm mà trên trường. Mặc dù gửi là vẫn khen. Đọc ba vẫn rõ nhất. Nó phải cố gắng điểm trên lớp cao cho điểm ở học thêm cao lắm ngọt cảm nhận chứ mới nè. Loại gì nè? Kiểu mày đang cấm đấy, có tất loại bung đó. Không ngồi á, ngồi em thôi đi. Muốn thay mới mời nạp chứ đừng thôi à. Rất lệ.
đồ gốc của anh nha mọi người. Cỏ đây thế nào? Cỏ đó. Cỏ mà. Thôi lành. Mày tắm đi mà, để tao gọi mà, muốn tắm. Thôi tắm, ăn nước khô đi. Thôi. Nước khô ngon quá. Nước khô để bị phạt ăn. Không phải là ngày nào mà cần sẵn ai muốn ăn không? Phải là để cả năm được. Mua cái món mà thiệt là thiếu, thiệt là đổi. Tự nhiên có cơm đi ăn. Nè mọi người.
Mình sẽ thành công hóa nha. Mình đổi góc quay nha mọi người.
chuyện đó từ bút bạn đi nha. Đợi chứ mà đợi. Vô chàng đi. Mời ăn tô. Nó ăn tô rồi đó. Mời người tô. Tô chi? Tô nè. Vô chàng đám mà ăn cái tô tô. Mời ăn tô. Đừng mời nhiều. Mình đổ góc quay nha mọi người.
À ngại rồi. Để làm mời anh ngại phải thử. Anh mời ngại đi. À ngại được. Không gọi bằng cảo. Gọi bằng PC bằng ngại được. Cái giáo phố mà có mít nhận cái mít 5 món hàng đẹp quá. À trời rồi. Đó trong. Trời đừng muốn đó, đừng muốn mới nói mọi người phần ảnh lắm. Hôm nay mời đi rồi. Lắm chi đó. Điên rồi, chứ quay đi cho mày chửi vậy. Xin hay ló tới xin năng hoa cho có mà gọi năng hoa mới xin được. Nghỉ đắng. Không thôi khỏi đi. Khỏi xin. Thôi nào cũng đi nữa ngọc đi chỗ khác luôn mới được. Thôi không không chích nữa. Không chích nữa. Thầy thưởng lên. Thầy thưởng lên. Thì thôi. Mời bộ mày nó mới thấy rồi. Hay đâu rồi. Mày ăn rồi, tụi nó mày nọc ăn bị đỏ bức món. Tụi nó mày nọc ăn bị đỏ bức món cái gì.
đi đâu đi. Mình đổi góc quay nha mọi người. Rồi.
trong cơn gió trống. Mình đổi góc quay cho mọi người. Sao mày đổi rồi mà?
Hãy
Mình đổi góc quay nha mọi người. Thank you.
Mình đổi góc quay nha mọi người.
mình lọc à? Người ăn cơm đó. Không đổ nắng mình lọc à?
Mình đổi góc quay nha mọi người. Chị mẹ ăn mấy cái bánh mì ngon, bánh mì ngon rồi đó. Ăn rồi đấy á, không phải chị ăn đây một bánh mì ngon mà ngon mà do người mùi bây giờ ăn bởi là nó ăn cái bị là phải nguôi và ăn nấu sớm á, nấu cái bụng dơ nắm dơ chi chờ con đi học ruột tới đi uống cà phê và đi năm rưỡi mày đi uống cà phê chờ con học 5:30 tới uống cà phê và bà dơ về cái đoạn không chưa xong sáng mai 9 giờ em tưởng cái này học anh tới đây ngồi trước gần nào đó mai đi làm à học gì nữa học qua chi nhập bữa ấy. Qua chi
lọc món. Mình lọc cái gì rồi? Lọc món. Mình lọc có làm tốn thịt ngon, hình như mình lọc hồn đó. Mình lọc thịt rồi rồi. Ăn tôm thịt thì được, chẳng có thịt ăn này rồi. Chứ rồi hát nó nặng ngon. Nó vẫn ăn mình lọc. Nó hơi ớt hai chạm cánh nó thật. Nó bị ngon lắm. Nó ăn bị dùng tương. Bánh bị nấy ra hậu lâu, thăm đầu lâu. Ba người ơi, bánh nấu bánh bị nè. Sao như bê thành mùi tưởng không chứa nấu. Bụng dơ. Nó xong. Nó chờ mới buộc lên phải tạo quân nè, tạo quân thắng lên với em. Chờ mới buộc nè, đám bạn mới làm nè. Hôm tháng 5 giờ 15, tiền hàng lá 5 giờ 15 là uống cà phê. 5 giờ 15 tới 15 tháng 7. Nếu đi tập 15 tháng 2, không có lối thịt đó. Nhân người. Mình mặc áo quân mấy lần rồi. Chị tới chứ, chị tới chứ. À tao bằng chân đi, bắt đầu đi. Còn chưa tập chứ. Mặc áo quân là tải lên ngôi của hệt nơi lý nực dĩa rồi. Ngôi chắc uống nơi lý nực dĩa. Ngôi bao nhiêu ngôi chứ đóng đi nặng, đi ra thì ngôi chứ thoảng. Ngon. Còn trẻ đây nên trẻ thân kiến là đi học mới nó sân bay luôn. Trẻ thân đâu đi học thêm. Đau lợn lắm á, trẻ hả? Dạ, nó về đi xem, tập diện mà đi mà. Xe tông lắm, có thích tính mà hẹt đi luôn. Ông ăn cái giữ con ở dân tổng chứ giữ nó. Xe tổng mua có bạn luôn kìa á. Không bắt đầu rồi. Đang lên tay em. Đồ lắm. Mày đường ngang kìa. Mày đường ngang kìa. Mày đường ngang kìa. Mày đường ngang kìa. Mình xuống tiền hạ quá mình khó chi rộng kẹt là nước câu cho dính bị tai nạn xe thất bại tấm nha chi là còn được con 25 tuổi anh biết cùng xe chưa về anh xin thằng hiểu việc là tiền mất quá tiền đi mất quá chưa tiền. Mình nên cũng có tiền mình trả lại. Mà tôi nhớ là gắn hàng đấy, mình chỉ là đáng tiền vệ mà cho mà nó cũng gửi đi hẳn lần. Chắc tổ chức mua nợ em. Chắc tổ chức mua họ tự họ thấm xong họ biệt, đúng không? Cảnh mua họ nợ em. Không, không nợ mua mẹ thầy. Làm có nghe kiếm tiền hẳn đấy.
Thank you.
Mình đổi góc quay nha mọi người.
đồ góc quay nha mọi người.
giờ mẹ mua rồi. Đôi chỉ đang vứt vô đây thì khó đây đây. Tôi đi đứng, tôi đi tìm ra.
Thời lượng video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha. Bye bye.